tưởng ngôi biệt thự hai tầng dành cho người sống. Quay đến gần ai cũng ngạc nhiên vì hóa ra là mộ của người mất. Hả? Đại giá nó đồ đáng sống lấy rồi nhưng không đi vào quan sát thì đây là thực sự là một ngôi mộ. Mới đây nhiều thành viên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một ngôi mộ giống như biệt thự cho người sống, liền thu hút đông đảo sự quan tâm. Theo đó, khi nhìn từ bên ngoài đường lớn vào, nổi bật lên giữa mảnh đất là một ngôi biệt thự 2 tầng với diện tích khoảng 200m², có thiết kế mái Nhật đặc sắc, sơn tường nổi bật trông vô cùng đẹp mắt và xa hoa. Tiến vào sâu hơn một chút nữa có thể thấy ngôi nhà được trang trí nhiều cây xanh, được đặt ở trên ban công tầng 2 và cả khuôn viên tầng 1. Hệ thống lan can, điện đài không thiếu một thứ gì. Thoạt nhìn qua ai cũng nghĩ đây là một căn biệt thự của một vị đại gia được xây dựng gần núi đồi, vì chí ít gia chủ cũng tiêu tốn ngót nghét trên dưới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác khi đây không phải nhà cho người sống mà là ngôi mộ của người đã khuất, được xây dựng ở nghĩa trang nhà thờ giáo xứ Bầu Sen, tỉnh Quảng Bình. Đằng sau cánh cửa inox ấy là phần mộ của một người đàn ông sinh năm 1995, mất vào 2 năm trước cùng với một số phần mộ khác trong gia đình. Ngôi mộ có thiết kế như một căn biệt thự hoành tráng sau khi đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm. Bởi nếu chưa đi vào bên trong mà chỉ nhìn bên ngoài thì ai cũng nghĩ đây là nhà ở của một người có tiền. Thậm chí nó còn sang và hiện đại hơn nhiều lần nhà ở của không ít người hiện nay. Thank you.